tiếp theo tập trước sau khi nhìn thấy ngô hồi sinh bộc phát tiên thuật tần nam giải thích cho tử hồ hắn làm như vậy là vì để thu hút các tu sĩ chạy tới đây dù sao muốn thăng tiên không thể thiếu một cảnh tượng cực lớn tần nam dùng đồng thuật của mình để quan sát tên ngô hồi sinh này sau đó nhận định là một người có phách lực nghe thấy tần nam nhận xét mình như thế ngô hồi sinh khai ngợi không tệ coi như có mắt nhìn sau đó tên này lấy ra một thanh kiếm và nói quy tắc đã bị phá ngươi muốn tranh đoạt với ta cứ việc tới nhưng mà việc đầu tiêu ngô hồi sinh làm là vung kiếm đâm vào chim của tần nam à nhầm đâm vào vạn tiêu tần nam thấy chim của mình ấy lại nói vậy dễ nhiều nhầm thấy vạn tiêu bị đâm lập tức la lên cẩn thận vạn tiêu dù sao cũng không phải loại ăn chay thế là hắn vung cánh của mình ra đỡ kiếm ngô hồi sinh nhìn thấy như thế tỏ ra ngạc nhiên hỏi thiên tài cái thế của yêu tộc ư ta sẽ nhớ giữ lại một mạng cho ngươi đúng lúc này tần nam đã vung đao đâm tới nhưng thân thể của ngô hồi sinh đã dịch chuyển ra chỗ khác hóa ra không phải tha cho vạn tiêu mà là né đao của tần nam vạn tiêu thấy tên này tốc biến nhanh như vậy hắn hoảng hồn thầm mỹ hắn vậy mà nắm giữ thuật pháp dịch chuyển giống tần nam ngô hồi sinh sau khi kéo giãn khoảng cách hắn liền đưa tay lên một cỗ lực lượng tụ lại trên tay thành một quả cầu cơ mà thằng này chưa kịp nhét quả cầu vào mùng vạn tiêu thì đã bị bàn tay của tần nam tóm lấy cổ tay tần nam hất tay của ngô hồi sinh ra rồi mắng ngô hồi sinh đạo hữu ngươi có biết đánh chim phải xem mặt chủ không ngô hồi sinh nắn nắn cái cổ tay bị tần nam tóm rồi đáp ngươi quả nhiên cũng là một thiên tài cái thế vừa hay bốn người các ngươi cùng lên đi tàn nam khinh thường hỏi lại cùng lên sao mấy người các ngươi liên thủ đối phó ta mới tính là thực lực cân bằng đấy nói rồi tần nam thi chuyển ra uy áp một cỗ khí lực màu tím bùng phát trên thân thể ngô hồi sinh thấy thế lập tức lùi lại sau đó đưa ra nhận định xem ra ngươi không phải là thiên tài cái thế bình thường như lời nói phép như thế mà cũng dám tần nam bên này vung tay một cái lưỡi đoạn thiên đao được bao bọc bởi một làn thanh quang nồng đậm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ngô hồi sinh giật mình la lên đạo đạo cảnh tiểu thành sao tên này cũng lấy kiếm ra và nói tốt 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 không ngờ vận may của ta lại tốt như thế thế mà gặp được một thiên tài cái thế có đạo cảnh tiểu thành tần nam đạo hữu bất luận như nào ngươi hãy đánh một trận toàn lực với ta tới lúc đó bất luận thắng thua cũng coi như ngô hồi sinh ta nợ ngươi một ân tình tần nam vung đoạn thiên đao lên và nói rất tốt ngươi không làm ta thất vọng nếu đã như thế hôm nay ta đánh một trận toàn lực với ngươi hai bên bắt đầu chém nhau tần nam vung đao lên bổ xuống ngô hồi sinh bạt kiếm sang ngang hai cỗ khí lực bùng phát, Tần Nam liên tiếp chém ra hai đường đao ý, nhưng Ngô Hồi Sinh đã dùng kiếm ý chặn lại. Lúc này, Tần Nam đã di chuyển ra đằng sau của Ngô Hồi Sinh, sau đó đánh ra một chiêu, Khoa Thiên Nhất Kích. Thấy Tần Nam đã xuất hiện phía sau mình, Ngô Hồi Sinh đưa tay bắt quyết, hắn thấy Tần Nam chém xuống, lập tức thi triển ra Long Tiên Thuấn Sát Thuật, hai chiêu thức cuồn cuộn lao vào nhau, những tiếng ầm ầm vang lên. Tần Nam và Ngô Hồi Sinh đều xông vào nhau, tử hồ bên này thẩm mỹ, thật là một trận chiến đấu đáng sợ, ý chí của bọn họ kinh người như thế, chẳng trách thực lực lại mạnh tới vậy vạn tiêu lúc này thầm nghĩ nhân lúc hai tên này đánh nhau mình đi đoạt lại long tâm trước thấy vạn tiêu bay đi hai đứa lương thất và tử hồ vừa đuổi vừa mắng được lắm con chim chết tiệt vậy mà nhân lúc bọn ta không chú ý mà muốn ngư ông đắc lợi lúc này ngô hồi sinh đã thi triển ra bát vương ấn một cái ấn ký hình tròn xuất hiện trước mặt hắn đánh về phía tần nam nhưng tần nam chỉ nhẹ nhàng vung đoạn thiên đao lên chém bát vương ấn đã vỡ tan tành không những thế đao ý còn chém cả vào người của tên ngô hồi sinh thế nhưng thân thể của tên này tự động khôi phục thương thế một cách nhanh chóng. Tần Nam nhìn thấy cảnh này cũng khá bất ngờ, hắn vậy mà cũng có thể khôi phục thương thế trong nháy mắt. Tần Nam lại nghĩ, không được, chiến thần chi đồng vậy mà không nhìn thấu, hắn rốt cuộc đã sử dụng cách gì mới có thể khôi phục thương thế trong nháy mắt? Tần Nam lúc này bộc phát ra chiến ý và nghĩ, nếu hai mắt đã không thể nhìn thấu, vậy thì thử xem sự ảo diệu này đi. Nói rồi lao về phía Ngô Hồi Sinh và vung đoạn thiên đao lên chém. Lúc này, Long Tâm đang không ngừng tỏa ra ánh sáng xanh huyền ảo. Sau đó, nó phóng vút đi, Vạn Tiêu nhìn thấy lập tức dễ đành đạch la lên, "Long tâm của ta, nhìn dáng vẻ ngu ngốc của con gà Vạn Tiêu, tử hồ thầm nghĩ, long tâm của ngươi hà, trên long tâm này đâu có khắc tên của ngươi." Đột nhiên, từ trên cỗ long cốt có một vệt sáng cứ thế phóng vút lên trời, mấy đứa ngơ ngác chỉ lên, "Đó lẽ nào là long hồn của địa tiên Long Thi ư?" Trên bầu trời lúc này đã xuất hiện một cái long hồn to tổ bố, Tần Nam thầm nghĩ, thú hồn của đại yêu có lực lượng và ý chí cực kỳ mạnh, nếu có thể luyện hóa, chỗ tốt có được khó thể tưởng tượng. Thứ như long tâm, gân rồng gì đó, đều không thể so bì với long hồn lúc này trước mặt long hồn có một cái bóng màu vàng xuất hiện một thằng hiện ra rồi cười phớ lớ ha 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 long hồn thuộc về ta nhưng không để tên này vui mừng được bao lâu long hồn đã phóng ra một luồng long tức khiến cho tên này bay màu ngô hồi sinh lúc này nói với tần nam tần nam đạo hữu người của chu đạo môn bọn ta đối phó cường địch thì sẽ không từ thủ đoạn giết kẻ đó để chứng đạo vậy nên ngươi đừng oán ta thế là tên này bay lên chỗ long hồn và hét thật to ta dùng danh nghĩa của tiên long cái thế chiêu nạp long hồn ký gửi vào người ta nói xong tên này toàn lực hấp thu long hồn vào bên trong tần nam thấy thằng kia đang định hấp thu long hồn hắn liền nói ta không oán ngươi nhưng long hồn này không thể để ngươi lấy được nói rồi tần nam cũng thi triển ra lực lượng của hoa lam bạch lập tức một cỗ khí lực màu xanh chụp lấy long hồn tần nam cũng đã dùng hết sức lực thu lại long hồn vào tay ngô hồi sinh thấy thế liền cười phá lên ha 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 tốt tần nam tới đánh đi nói rồi chuẩn bị lao vào tần nam tên này vung kiếm lao tới và hét thật to hôm nay cho dù bị chém đầu bằng trường đao của ngươi ta cũng không oán trách không hối tiếc tần nam thấy thế cũng định cho thằng kia chết được sảng khoái hắn vung đoạn thiên đao lên chém sau đó trên bầu trời chỉ thấy đao ý kiếm ý chém vào nhau loạn sạn hết cả lên cả một vùng không gian đã bị hai thằng này làm cho chấn động những cố đao ý kiếm ý đan sen khu vực do tranh của tần nam và ngô hồi sinh thoáng chốc đã tạo thành một quả cầu đầy màu sắc lương thất nhìn lên mà ngu mẹ nó người tự hỏi đây chính là cuộc chiến của vương giả thật sự sao Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!